Sáng 12 tháng 11, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan, đợt hoạt động quan trọng nhất của năm ASEAN đã chính thức được khai mạc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chào mừng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Đây là hội nghị cấp cao cuối cùng của năm ASEAN do Việt Nam chủ trì tổ chức trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020, là dịp để ASEAN đánh giá một cách tổng thể những kết quả hợp tác trong cả năm, trong cả công tác hoạt động nội khối cũng như các hợp tác với các đối tác, đề ra những định hướng ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo. Phát biểu chào mừng hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trên nền bức tranh nhiều gam màu của thế giới, những điểm sáng về hợp tác trong việc đối phó với các thách thức đang được ghi nhận ở châu Á-Thái Bình Dương với vai trò tiên phong nòng cốt của ASEAN. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, các nước ASEAN cần thể hiện bản lĩnh, tích cực phối hợp để hiện thực hóa những sáng kiến và kế hoạch phục hồi với những phương thức hoạt động và hợp tác mới, thực chất và hiệu quả. Khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các cấp cao giữa ASEAN với các đối tác sẽ có ý nghĩa quan trọng trong hoàn tất triển khai các ưu tiên đề ra của năm 2020 và định hướng hợp tác trong giai đoạn tới. Thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa thúc đẩy phục hồi, chúng ta sẽ chính thức thông qua tại hội nghị lần này khung phục hồi tổng thể ASEAN và kế hoạch triển khai cụ thể theo có 3 trụ cột. Các kế hoạch duy trì ổn định chuỗi sản xuất và cung ứng, đẩy mạnh kết nối và khôi phục giao thương trong khu vực đang được khẩn trương thúc đẩy, hình thành khuôn khổ đi lại an toàn cho doanh nhân, nhà đầu tư trong bối cảnh Covid-19. Trước mắt chúng ta có thể xem xét mở lại lối đi chung cho công dân ASEAN tại các cửa khẩu. Ngay sau lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên toàn thể hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37. Đại dịch COVID-19 là một trong những nội dung trọng tâm được tất cả các nước quan tâm thảo luận để đưa ra những sáng kiến ứng phó và khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19 trong mọi mặt của đời sống. Theo đó, Thủ tướng đề nghị tập trung 3 nội dung chính. Thứ nhất, rà soát tổng thể tình hình hợp tác ASEAN, trong đó có triển khai các sáng kiến của năm 2020 và các sáng kiến ứng phó khắc phục hiệu quả đại dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi tổng thể và đề ra các phương hướng xây dựng cộng đồng ASEAN trong tình hình mới. Thứ hai, thảo luận thách thức, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh quan hệ ASEAN với các nước đối tác vì hòa bình phát triển bền vững, ứng phó hiệu quả với những thách thức đang nổi lên, phù hợp với ASEAN trong quá trình tái định hình thời kỳ hậu COVID-19. Thứ ba, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm cũng được trao đổi tại hội nghị lần này. Cũng trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ công bố đánh giá giữa kỳ các kết quả giữa kỳ kế hoạch tổng thể của cộng đồng ASEAN 2025 và kế hoạch tổng thể kết cấu ASEAN 2025. Khung phục hồi tổng thể ASEAN và chính thức thành lập kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN.